Kiếp nhân sinh, cái nhìn mới về thế giới, luân hồi và nhân quả từ tác phẩm Bất Hủ Hành Trình Về Phương Đông. Tác giả John Vũ Nguyên Phong tiếp tục kể lại câu chuyện có thật và kỳ lạ về tiền kiếp đầy huyền bí của một triệu phú đang sống tại New York, làm chủ một tập đoàn tài chính lớn. Gọi là Thomas, tên đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư. Tác phẩm do giáo sư John Vũ Nguyên Phong viết từ năm 2017 và hoàn tất đầu năm 2020, ghi lại những câu chuyện trải nghiệm về tiền kiếp kỳ lạ từ nhiều kiếp sống trước đây của người bạn tâm giao lâu năm, ông Thomas, một nhà kinh doanh tài chính ở New York. Những câu chuyện chưa từng tiết lộ này sẽ giúp mọi người trên thế giới chiêm nghiệm, khám phá về các quy luật về luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ giữa lúc thế giới đang gặp nhiều cuộc khủng hoảng, trải qua nhiều biến động hàng ngày. Từ những cơ duyên kỳ lạ trong cuộc sống, Thomas được kết nối với tiền kiếp của chính mình, nhìn được nhân quả của mình qua vòng luân hồi của nhiều kiếp nhân sinh. To lớn hơn là từ câu chuyện của Thomas, tác giả và nhân vật chính đặt một vấn đề lớn rằng những gì mà các nhà khoa học và khảo cổ hiểu biết về các nền văn minh cổ xưa trên thế giới còn quá hạn hẹp. Muôn kiếp nhân sinh mang lại cho bạn đọc kho kiến thức đồ sộ và mới mẻ, những câu chuyện kỳ lạ, những kiến giải uyên bác và tiên đoán bất ngờ về hiện tại và tương lai của con người và thế giới. Vì ngoài Lưỡng Hà và Ai Cập, có quá nhiều dấu chỉ khác củng cố niềm tin rằng đã có nhiều nền văn minh cổ xưa hơn tồn tại và đã có nhiều hơn một nền văn minh đồng thời tồn tại cùng nhau. Như Atlantis, qua đời sống tiền kiếp của Thomas hiện hiện là một nền văn minh cổ xưa có thật, không phải trong hư cấu. Tác giả sâu chuỗi các câu chuyện và tiến trình lịch sử, đưa ra những dẫn luận để cho thấy vòng luân hồi và luật nhân quả không chỉ ứng nghiệm với một cá nhân, mà cả một quốc gia, cả những nền văn minh nhân loại. Mà ở đó, hiện hiện rõ nhất là câu chuyện tiền kiếp của Thomas, một Ai Cập vĩ đại, đất đai trù phú. Nhiều kiến thức uyên sâu và tư tưởng vĩ đại đã hình thành nhưng lại gieo quá nhiều tai ương để rồi phải chịu quả đắng gần 2.000 năm sống dưới ách đô hộ của Nubia, Assyria, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Anh và Pháp. Một nền văn minh rực rỡ đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại những đền đài đổ nát và các kim tự tháp đầy bí ẩn. Là một nhà khoa học, tác giả cũng cung cấp một dữ liệu đáng suy ngẫm về thực trạng một thời gian không xa nữa, hình ảnh nửa người nửa thú của xứ trong nền văn minh Atlantis theo vòng luân hồi sẽ xuất hiện trở lại. Qua tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh, giáo sư John Vũ Nguyên Phong mang lại cho bạn đọc kho kiến thức đồ sộ và mới mẻ, những câu chuyện kỳ lạ, những kiến giải uyên bác và tiên đoán bất ngờ về hiện tại lẫn tương lai của con người, thế giới. Thông điệp quan trọng nhất của tác phẩm là nguồn gốc và cách thức vận hành của luật nhân quả, luân hồi của vũ trụ. Ở đời, chuyện gặp được nhau có khi là duyên, có khi là nợ. Gặp nhau có lúc để trả nợ, có lúc để nối lại duyên xưa. Có biết bao việc diễn ra trong đời, tưởng chừng như là ngẫu nhiên nhưng thật ra đã được sắp đặt từ trước. Luân hồi là một ngôi trường rộng lớn, nơi tất cả con người, tất cả sinh vật đều phải học bài học của riêng mình cho đến khi thật hoàn thiện mới thôi. Nếu không chịu học hay chưa học được trọn vẹn thì buộc phải học lại, chính xác theo quy luật của nhân quả. Có người có cơ duyên được chứng kiến luật nhân quả hay luân hồi, có người thì không. Điều đó còn phụ thuộc vào cơ duyên, nhận thức, trải nghiệm và niềm tin ở mỗi người. Qua sách, độc giả dễ dàng chiêm nghiệm, đời người tưởng chừng rất dài nhưng lại trôi qua rất nhanh, sinh vượng suy tử, mong manh như sóng nước. Luật nhân quả cực kỳ chính xác, chi tiết, phức tạp, được thu thập qua nhiều đời, nhiều kiếp, liên hệ tương hỗ đan xen chặt chẽ. Không ai có thể tính được tích đức này có thể trừ được nghiệp kia không. Không ai có thể biết được khi nào nhân sẽ trổ quả. Nhưng, một khi đã gây ra nhân thì chắc chắn sẽ gặt quả. Luật nhân quả trước giờ không bao giờ sai. Tác giả John Vũ Nguyên Phong. Tác giả John Vũ Nguyên Phong, Vũ Văn Du, du học ở Mỹ từ năm 1968, tốt nghiệp cao học sinh vật học và điện toán. Ông từng là kỹ sư trưởng của tập đoàn Boeing, Mỹ, viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Đại học Carnegie Mellon. Tuy nhiên, tài năng của ông thường được mọi người biết tới dưới cái tên giáo sư John Vũ, từng giảng dạy ở nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Nguyên Phong là bút danh của ông trong bộ sách Văn hóa Tâm linh được dịch, viết phóng tác từ trải nghiệm, tiềm thức và quá trình nghiên cứu, khám phá các giá trị tinh thần Đông Phương. Ông viết phóng tác tác phẩm Bất Hủ Hành Trình Về Phương Đông khi mới 24 tuổi, năm 1974. Các cuốn sách khác của Nguyên Phong được bạn đọc Việt Nam nhiều thế hệ yêu thích. Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, Bên Rặng Tuyết Sơn, Hoa Sen Trên Tuyết, Hoa Trôi Trên Sóng Nước, Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng, Trở Về Từ Xứ Tuyết, Trở Về Từ Cõi Sáng, Minh Triết Trong Đời Sống, Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Dấu Chân Trên Cát, Đường Mây Trong Cõi Mộng, và đặc biệt nhiều bộ sách dành cho sinh viên, giáo viên, giảng viên tạo tiếng vang, Khởi Hành, Kết Nối, Bước Ra Thế Giới, Kiến Tạo Thế Hệ Việt Nam Ưu Việt.
问三摩地娑诃。